chào anh. Sao dạo này bán được không anh? Đây, được. À, có mấy cày nào ngon ngon rẻ rẻ bán em chứ? Chưa ra hai ngày à? Hả? Đâu anh báo giá giùm em chứ, giờ sao được? Để đi đây báo giá cho em biết chứ. Anh phải giới thiệu cho em biết về mấy cày nó ra sao với ông chủ bán mà ngồi đó. Bây giờ cái chiếc này á, hả? Hả? Đưa lưng hả? Ờ chiếc này giờ bao nhiêu anh? Chiếc này nói chung là giờ nó giao rồi, qua chiếc này đi. Ủa giao rồi hả? Giá rẻ là giao rồi. Giá rẻ là giao rồi. Con này sơn lại mà. Ừ, rồi. Đẹp quá. Trời em mua thiệt chứ đâu phải chơi đâu anh. Anh nói chuyện nghe tức cười quá. Bây giờ con này Isaki TS này nhiêu em coi, hỏi giá chiếc nào rẻ em mua chứ. Rồi. Con này nhiêu anh? Giá nha. À, báo giá luôn đi. Rồi báo giá hết giá luôn rồi. 28 triệu. 28 triệu báo hết giá luôn. Một cầu mình có bao rin hết mà anh. Rồi bao rin rồi. Ha, bung chưa? Chưa. Ha, chưa đụng hả? Chưa đụng. Nếu mà đụng thì cho chiếc xe đúng không? Ừ. Để em kiểm tra coi có chỗ nào đụng không. À có mấy ốc bánh anh đụng rồi. Cho chiếc xe đi. Rồi còn chiếc này. Chiếc này 38 triệu. 38 triệu hả? 38 triệu là nó 2.500 anh, là 25 ngựa hả? Đúng rồi. À 3T80. Động cơ 3T80, 25 ngựa. Rồi. Rồi vỏ viết rồi nó nứt như vậy rồi có xài được không anh ơi? Được, cái địa nó vậy thôi. Hả? Địa vậy. Nhưng mà ý là về mình chạy nó có nổ không? Không. Bơm căng thì căng nó nổ không? Nổ à. Hả? Nổ à, vì thay vì về căng nổ thay cho mới thôi. À, bơm vừa nó không nổ đúng không? Ô chiếc này nó sáng về chắc anh bán rẻ nè. Hả? Này rẻ à? Con này rẻ là bao nhiêu rẻ? 26 triệu. 26 triệu. Nó bao nhiêu mã lực? 16 mã lực. 18 anh. Anh nói sai. 18. 18 mã lực. Có đọc lộn giá không? Đọc lại đi. Không, đúng luôn. Ủa cái này nó bên điện hay bên cơ anh? IC là điện nè. Thôi điện em không xài. Con này. Con này đi. Hả? À, TU 1007 nó có chữ gì đây anh? Cô ta hả? Cô ta. À, à, con này còn khá đẹp ha, một cầu ha. Rồi anh báo sát giá đều được em đặt cọc luôn. Rồi 30 triệu. 30 triệu hả? À, kiếm còn khác anh có hai cầu không anh? Một cầu. Hả? À? Hai cầu xe nhỏ trong. À có ba cầu không? Ba cầu thêm cầu đít nữa. Cầu trời. Ừ. À, như con Sota này cả dàn sới luôn là Sato, nhiêu? Sota, à, Sato. Cả dàn sới luôn thì nó bao nhiêu tiền anh? 26 triệu hả? Ừ. Hai cầu. À 1.500 hả? À. Ô có chùm chìa khóa zin của Nhật luôn ha. À. Đâu? Mitsu hả? Hai cầu. Bằng giá luôn. 2.6 triệu luôn. À, con này sao anh? Cũng giá luôn. 2.6 triệu. À, 26 triệu hả? Ừ. Ô em của anh cũng mê mấy em chân dài đồ dữ ha. Thấy hình ảnh mấy em đầy luôn ha. 26 triệu. Con này 1.500 luôn hả? 1.500 luôn. ST26 có đuôi sới không anh? Có đuôi sới luôn. Nhưng mấy con kia anh bán là có đuôi sới không? Không. Ủa sao không bỏ đuôi sới vô? À. Ô con này người ta chuộng lắm nè. Không bát biết rồi là anh cho đẹp anh. Thôi để đi luôn. Nước sơn rin luôn hả? Ừ, để đi luôn. Con này mấy bạc? Con trời này à? Lại điện thoại. 30 triệu. 30 triệu, hai cầu. Không đuôi nha. B15F không đuôi. Được. F không đuôi. Để rồi, ghé về chưa? Rồi, đi. Bữa nay xe còn ít quá nè. Rồi, để đi. Hả? Ừ. Hôm bữa nhiều lắm, sau này ít dữ vậy? Bán hết rồi, hết vốn rồi, bán hết rồi. Bán hết hả? Bán rẻ là sổ luôn. Sổ vốn luôn hả? Rồi có bán lại nữa không hay là nghỉ lại chứ? Em tưởng xài hết tiền chứ. Anh có đánh đề không? Không. Có bạc đánh bài không? Không nhậu luôn rồi, hả? Nhậu rồi. Nhậu hả? Nhậu được. Dạ ai? Nhậu được không? Em á hả? Ừ. Cũng lai rai. Cứ anh uống nhiều em. Ừ. Uống nhiều thôi. Con SD 1.800 nhiêu đây? Con này tính hữu nghị luôn, 26 triệu thôi. 26 triệu hả? Nãy giờ em chưa lựa được con nào anh? Để em hỏi con nào rẻ nhất rồi em tính sao. Nè, hết mê chân dài ghê chưa. Ô, toàn chân dài không. Ê, con này nhiêu anh? 1.910 hả? Không, ý là bao nhiêu tiền? Con này nói chung ra không được đẹp bằng chiếc ngoài, bán 25 triệu. 25 triệu. Ủa sao con kia hai cầu mà 26 triệu? Một cầu hả? 25 triệu hả? À
Cái này về máy móc nó sao anh? Máy móc chưa bung gì vậy đó. Đấy, không đẹp là không đẹp cái bộ đồ đúng không? Không đẹp bộ đồ thôi. Thấy bộ đồ khác chưa? Ừ. À, nhìn thấy mấy em chân dài đầy trong kia nhìn ngứa mắt cái chứ. Rồi cái này sao anh? Cái này hả? Dạ. 40 triệu. 40 triệu. SD 1500 hai máy nha. Ủa tại sao hai máy lại mắc hơn máy? Đâu nó còn là 4 máy. Hả? 4 máy cao hơn chút. À, ý là 1500 hai máy rẻ hơn hả? Rẻ hơn. Bao nhiêu? 40 triệu. 40 triệu. À. Hỏi cho hết anh, con 1700 này chưa dọn là sao không dọn đi? Dọn rồi, để trong bụi chứ đâu có dọn. Không, con này thì mình bán bao nhiêu tiền? Chắc rẻ à? 22 triệu. 22 triệu hả? Ừ. 22 triệu. Dân ma 1500. Còn con này như anh nói luôn đi, nghe điện thoại. Thằng nào gọi hoài vậy không biết nữa. Hôm nãy hả? Ừ. Con này 17 triệu. 17 triệu hả? Ồ, mua con này được hả ta? Con mấy em xin chạy cho mình trưng bày hả anh? Đây. Rồi, bạn nào mua thì alo anh, đâu có đọc số điện thoại luôn đi anh. À đây hả? Tạm tấm ảnh luôn, không hồn luôn. Còn mấy em chân dài trong kia để anh chi vậy anh? Em năm sĩ làm tới à.